em thấy cái vai bạn nữ Khánh Chi này rất là dễ thương, thật sự dâm cho em. Dạ, cũng có nét tương đồng với em, cũng dễ thương, lý nhảnh lý lắc vậy đó, nhưng mà luôn là đặt gia đình lên trên hết mọi thứ, rất là dễ thương. Tại đã có ý nghĩa rất là hay ha. Hẹn mọi người ở cái xuất diễn tiếp theo. Dạ, hẹn mọi người ở xuất diễn đêm kinh hoàng tiếp theo của đoàn Lưu Cơ Sài Gòn Tân Thời là ngày 19, đúng rồi. Dạ, nội dung như thế nào thì mọi người phải tới coi. Dạ, đúng rồi. Tụi em tập hơi rất là tốn thời gian, có gì khán giả tới ủng hộ tụi em. Đây, mọi người tập tư. Mọi người ơi, xuất diễn này sẽ được tái diễn lại, cho nên là mọi người, quý vị khán giả nào chưa kịp coi thì mọi người có thể đến sân khấu vào ngày dự định là 2 tuần nữa sẽ chiếu lại cái lộn diễn lại cái vở này, cho nên là mọi người nhớ sắp xếp thời gian nha. Trời ơi, trước khi lên sân khấu này em than em nói không được luôn, mà hơn quá giờ cái nó nói không được lại. Hơn nãy thoại thì nó nghe được, hơn quá. Đã ok. Sao anh ổn không? À, em mới hẹn người ta tay đi tái diễn rồi. Ok, cục vàng. Dạ, 19 tháng 6 thì đoàn sẽ tái diễn lại. Hai đội diễn nhà mong là mọi người sẽ dành thời gian đi cuối đoạn cuối, cái chương trình này sẽ không có được livestream mà sẽ giữ kịch bản để chúng ta có thể tái diễn nhiều lần cho nhiều khán giả có thể biết. Mọi người biết gì rằng cái hôm nay là giống như cái đêm thử lửa thì ngày 19 nó sẽ tròn hơn nữa, có nghĩa là đã quen rồi sẽ tròn hơn nữa. Và sau suất 19 thì 2 tuần nữa suất tiếp theo sẽ là một dàn diễn viên mới luôn, cùng kịch bản đó nhưng mà sẽ đổi diễn viên để cho quý vị thấy là lúc nào Sài Gòn Tân Thời cũng có cái để chúng ta có thể khai thác và coi. Mình có thể nói một chút xíu, bật mí chút xíu về cái nội dung cơ bản để mọi người tưởng tượng được là cái Lộ thì là luôn muốn mang tới một cái thông điệp gì đó qua những cái tác phẩm, chứ không phải đơn giản là chỉ là giải trí đơn thuần. Thì kịch và lô tô đó thì thường đó là đối tượng đến với Sài Gòn Tân Thời là gia đình, là nguyên gia đình có nhiều, còn đó là đều bố mẹ ông bà tới con cháu, thì kịch này dành cho mọi đối tượng mọi người ha. Và qua đó thì qua cái vở kịch, cái nội dung đó với những cái thông điệp rất là vui vẻ, thì để xóa bỏ cái khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình và để cho mọi người thấy là gia đình nó quan trọng như thế nào. Điều đó sẽ làm nên cái vở nó rất là nhân văn ở cái ý nghĩa, và những cái tình huống xảy ra trong gia đình nó cũng sẽ tạo ra tiếng cười rất là thú vị. Thì để chuẩn bị cho cái kịch bản như vậy thì bên mình chuẩn bị mất bao lâu rồi? Dạ thật sự là phim kịch đã thành lập từ tháng 2 lần, nhưng mà không thể là lên on sóng được bởi vì rất là nhiều dự án của đoàn, như Big Red, xong tới Hoa Hậu Hoàng Vũ, xong tới cải lương, rất là nhiều thứ là phải chuẩn bị. Và một số diễn viên họ phải vừa làm cải lương giống như với Tư Diễm Huệ, vừa làm cải lương vừa làm kịch nữa. Phải nói là Diễm Huệ là một biên kịch rất là giỏi của Sài Gòn Tân Thời, đã làm cho Sài Gòn Tân Thời có một cái vở thật sự tuyệt vời. Bên cạnh đó là cũng không quên sự hỗ trợ rất là tuyệt vời của đạo diễn là nghệ sĩ Trà Ngọc, một nghệ sĩ chuyên kịch chuyên nghiệp về giọng hài nữa, là làm cho cái vở kịch nó trọn vẹn hơn. Em cô Hòa Thuận nữa là hai người đã hỗ trợ những tiếng Tây Nam mà Sài Gòn Tân Thời không thể đóng được. Thì khi mà quyết định đưa kịch lên sân khấu Lô Tô thì Lộ có đắn đo nhiều không? Dạ thật sự thì Lộ rất là đắn đo luôn với mọi người, tại vì thứ nhất là cái thời lượng kịch nếu mà ít quá thì mọi người sẽ không nghĩ, nó không đủ, gọi là không đủ tải một vở, nó chỉ có dừng lại mức độ là tấu hài thôi. Nhưng mà khi mình làm mình phải, một là mình đứng giữa hai sự lựa chọn, một là mình sẽ làm hết mình với nghề, hay là mình cứ cân đo đong đếm về tiền bạc á. Thì giống như từ trước bây giờ làm lộ làm á là không tính toán nhiều thì nó mới được như vậy, cho nên á là nếu mà mình tính toán chia ly quá, cho nên là hôm nay là thực sự là em rất là sướng, em thật sự rất sướng bởi vì những cái thời khắc mà tập dượt hay là cái lúc mà em bỏ tiền á mọi người, thì bây giờ nó là thành quả và nó rất là tuyệt vời, là em thấy là nó xứng đáng. Và em cũng rất là mong vở có lần tái diễn, quý vị hãy đến coi bởi vì thật sự nó rất là xứng đáng để chúng ta coi. Thật sự. Rồi, cảm ơn Lộ rất là nhiều. Cảm ơn anh. Anh cũng về cái thùng quà của nó. Cái quà của nó.
Ủa, ai tặng quà gì cho em nhiều vậy? Trời ơi, đây nè. Coi nè. Nhà làm như thấy được rồi. Hay sao á? Không có thông minh hay sao á? Còn cái đặc biệt cái này nè. Hồi nãy nó thấy em có bầu á. Có hai có bầu á. Nó không muốn em có bầu nữa hay sao? Nó để này là phòng chống thai là an toàn là hiệu quả nè. Đó, còn nước mắm này trời ơi trời. Một điều đặc biệt nữa quý vị. Có một chai dầu ăn nữa. Đây. Cái gì ta? Một chai dầu ăn để làm gì không hiểu nha. Không biết này có ngủ ý gì. Đó. Bình thường hồi xưa đi với dầu ăn thiệt sợ luôn. Nhưng mà hả? Cái này là tấm chân tình của Tata Fan. Em cũng cảm ơn người đã tặng nha. Ủa mà quê anh nghe nói là em là giống như là kịch biên kịch hay là em ấy? Dạ, biên kịch đúng không? Thì cái bản này là em chuẩn bị cho là trước đó là khoảng 1 tháng rồi. Với lại tại vì từ 1 tháng trước là kiểu như nhiều cái show quá, em chưa có đau lát kịp nên nó hơi bị chậm là ra cho mọi người. Mà hôm nay á, thật sự luôn trước khi mà diễn á, nguyên một diễn viên đội gì em ngồi im luôn, không thể nào kiểu mà run với mọi người. Thì mình không biết cái tác phẩm của mình ra như thế nào á, lo sợ không biết có người ta có phản ứng đó là cười hay là cái gì không. Nhưng mà thật sự là cảm ơn tổ nghiệp rất là nhiều luôn. Hôm nay rất là ăn, thấy cái khán giả, nói chung là khán giả nó cười vỗ tay đồ gì á, tụi em rất là vui, tụi em rất là sung sướng luôn. Mọi người em cảm ơn rất là nhiều ạ. Hẹn mọi người ngày 19 tháng 6 thôi nha. Mọi người quay lại đây coi. Thật sự luôn em xin lỗi mọi người là cái kịch của tụi em á là không thể nào mà chiếu hay là quay livestream trên YouTube được. Tại vì mọi người biết á, nếu mà mình viết một kịch bản hoặc là dựng một kịch bản rất là khó mọi người. Nó không thể nào mà liên tục cho mọi người coi được. Nên á tụi em phải không có quay livestream nên mọi người thông cảm nha. Hẹn mọi người 19 tháng 6 nha. Dạ. Okay, cảm ơn quá nhiều.